No. Chạy quá. Chào chết chứ. Báo lại cái máy.
Trung Quốc nó còn không biết. Có hàng đem gửi nhà này này, gửi xin lập với nhà, gần xin lập mà. Đấy không phải xin lập đâu. Nói gì nữa, nhà tôi đó cơ mà. Xin lập. Xin lập à? À, nào ông biết rồi. Đi chưa? Để chị vào với chị lẻ đó. Vâng. Làm về rồi à? Vâng. Sao mẹ làm việc tối thế? Ồ, làm nhiều một tí. Ừ. Sao về sớm sớm một tí mẹ? Nói về sớm mà làm các thứ không kịp. Cái kiến to như quỷ im mì quá im quen rồi hai cổ không quên
tụm loại luôn, tụm phốt nữa. Mà này nó không làm bờ, không có.